Holy moly, holy moly. Xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh YouTube Trâm Liên Quân nha. Và thì đây, đây, một con bướm lạ. Ôi bướm xinh bướm mọc đầu đình. Ôi tôi hát gì tào lao trời. Ok nha. Và xin chào tất cả các anh em đã đến với video tiếp theo trên kênh YouTube Trâm Liên Quân nha. Và lại là chú Trâm đây mọi người ơi. Ai chơi vị tướng này không đi thao thẩm buộc. Rồi, chết bà rồi. Thôi chết tôi rồi, chị bảy. Thôi chị bảy, em không có làm gì hết trơn á. Em không có làm gì hết trơn á, để em đi về chị bảy ơi. Thôi mà, trời ơi, cái gì mà đá dữ vậy? Ừ là, trời ơi. Đá cái gì mà dữ vậy không biết nữa. Đã người ta nói thôi rồi, xin lỗi rồi luôn á. Xin lỗi rồi chứ mấy không đâu. Vậy nha. Rồi, pha này đúng hơn á, cái đó gọi là hơn luôn á. Gọi đúng may mắn đó nha. Ai may mắn hơn rồi chứ không gọi là kỹ năng gì đây nữa trơn á. Có chỗ nào bấm chỗ đó. Và ok, hôm nay thì chú Râm sẽ chơi vị tướng Natalia hết mọi người. Natalia mà đầu game có cái bộ xanh dưới chân mình là phê tê tái con dê. Một đứa ở trong đó, đó là con Amelie. Con SB chết ngắt bỏ thật nha. Team có Nata thì Nata không đi cướp thì thôi đi, bài đặt qua cướp. Muốn chết à. Rồi AD trên bạn. Ôi trời ơi, làm sao mà chạy được, làm sao mà chạy được. Bấm chiêu 2 chặn đầu. Thì làm sao mà chạy được. Thôi ăn gồng nè. Gồng vừa ra luôn, đang có bùa xanh. Xịt luôn, xịt lía lẹ luôn. Và ok. Hôm nay chú Râm chơi Natalia với cái trang phục là nghiệp hỏa yêu hậu nha. Đây là cái trang phục xịn sò nhất của Nata đây. Và hôm nay thì đối đầu với team bạn là cái chất tướng Crazy nha mọi người. Crazy nha, bướm ảo nha. Bướm đúng ảo luôn á. Một bướm một mạng, các anh em có một câu là một bướm một mạng là có thật nha. Bây giờ bùa xanh đang nằm ở đây. Bùa xanh đang nằm ở đây nhưng mà nó đã trừng trị được rồi. Trừng trị được thì thôi, mình ăn khai sơ đi. Còn Omen. Omen tính làm gì đây? Đây, để vô gùm. Mày vô đây. Một cái nồi cháo heo, một cái xịt nửa cây máu rồi còn ở đó mình đặt cướp. Rồi con bướm nữa này. Ủa con bướm qua kia hả? Tưởng con bướm qua đây là tiêu rồi. Mình núp đây sẵn rồi. Ây da, hết mana nha. Đi tìm bạn bà đánh lum la là tiêu nha. Có cái gì đông thế nha. Ôi đất kìa. Ôi kìa đất kìa. Mọi người thấy đất không mọi người? Đơn cái luôn á. Rồi xong hết bê nó rồi đó. Rồi bye bye. Rồi bye bye luôn Amelie ơi. Em đi xung nữa nhờ. Ok, không có mạng luôn. 3-0. Coi có mạng nữa không nha. Bấm. Rồi, bấm đã nằm xuống rồi. Bấm lại đen bàn điểm số. Thôi. Hết mana thì phải làm gì mọi người? Mọi người thường hết mana thì mọi người sẽ làm gì? Ăn bùa xanh. Ăn bùa xanh nhà xong rồi mọi người sẽ làm gì? Qua ăn bùa xanh trên địch. Cái này gọi là tham á mọi người. Lòng tham vô đáy á. Có mà cần phải đặt ăn thêm á. Đúng là tham thì thăm nha. Tham thì có ngày gặp gì. Nhưng mà thôi kệ nha. Cái bản tính này là không bỏ được rồi. Chứ thật sự ra là trong thâm tâm chú Râm là không có muốn đi trộm cướp đâu. Có bây giờ mà ai muốn đi trộm cướp đâu mọi người. Nhưng mà lòng tham vô đáy mọi người ơi. Này qua đây bọc đập. Ê ui là trời. Tính bọc đầu AD nó mà cuối cùng gặp quỷ bướm. Rồi quỷ bướm ăn một cái nồi cơm điện với một cái với năm con quá nhỏ thì ngẫm luôn rồi. AD bạn hồi nãy cũng gắng mà lết đi được mà qua đây cũng bỏ mạng lại thôi. Cũng phải bỏ cái mạng lại thôi. Holy moly. Quá ghê. Rồi ở bên đó đánh nhà to thế. Lè có cái ớt được không? Rồi không có ớt được hai nữa. Quỷ bướm. Không ca ớt được một mạng nào cả. 405. Quá ghê.
để coi hốt được bộ đó không nha. Xịt thí bà càng vô la 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 la. Ồ nè, được một con bò. Ê con quỷ ông men, con quỷ ông men tới chạy 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 chạy. Ê ừ, nó xích cho xích con heo xù đây. Mình ở đây mình xịt xịt. Ô là trời, xịt không ngừng luôn á. Thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi. Từ từ nha, mình yếu mắt. Ê ê ê ê, con quỷ bớm nó trong nó thả bớm ra nguy hiểm nha, nguy hiểm nha. Chúng con bớm thì chết liền đấy. Cái thằng quan của nó mà đang nó hồi rồi một cái là một bớm một mạng thật sự. Đứng đây, đứng đây anh mày nó. Rồi cái bà mày đây, mày đi đâu, mày đi đây. Gắn lấy cái trụ lên này coi mọi người. Ở đây có một con bớm và một con omen. Từ từ nha, không ai chơi hết trơn à. Ủa trời, tầm đội tôi hết đâu, đâu hết trơn à. Ôi cái gì mới thấy tôi bay gần đây mà. Ôi rồi xong rồi, xong rồi, xong tôi rồi, xong tôi rồi. Ok, xíu nữa là lôi được con omen theo rồi. Hàng ơi, mình nó mới đi chung mình toàn tan nhìn vi nhìn lại đâu mất tiêu rồi. Ôi là trời. Mai này chẳng dây trắng nhật ký anh lưu sau đời như thói quen em mỗi ngày. Hay hàng game dân dội trên lối đi trên đường về khi em rất say anh ngồi đây. Ghi điều anh sợ nhất là mất em nơi đông người quên nắm tay em ngất rồi. Ghi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều vì đừng chờ thật thay đưa đón. Đón em đến tương lai sẽ tương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi để yêu thôi quen nhau. Để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm vào. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa. Hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi mới biết lúc xa nhau. Hãy à, mày đi với tao nha. Nè, à, hôm nay tao né trước à. Ôi trời, nó trâu. Ồ, nó có anh tiền, nó rồi. À, em su hay quá, em su ơi. Ê, không ai, không một đứa nào vô tanh cho em su luôn, tàn ơi. À thơ, nó đứng đó, nó chết. Cái gì á, nó đứng đó, nó biến về. Trời ơi, nó nửa cây máu, nó biến về. À, lộn, à nhầm. Sorry. Tại vì nó thấy Omen đẩy lẻ. Omen trên mạng đẩy lẻ khó chịu ghê luôn đi. Nên Arthur mới biến về. Ờ, sorry Arthur nha. Nhưng mà thôi, chơi cho con bồ cái được không ấy hả? Cho mình con bồ cái đi, alo ạ. À. Rồi xong rồi, không có luôn. Vậy thì sao? Vậy chứ sao vậy? Chứ bồ đâu ra? Nhìn hết mana kiểu này. Bây giờ lên cái quần trưởng hút máu nha. Ê da, nè. Mà trận này không có... mày ô mẹ bỏ cái tặc đẩy lẻ nha mày. Ôi đồng thê nhờ, ôi đồng thê nhờ. Rồi xịt cái đó hết mana kìa, cho một cái quả cầu nữa. Rồi xong, cái này là hỗ trợ mạng hơi nhiều luôn nha, hỗ trợ 10 mạng rồi đó, hỗ trợ 10 mạng luôn đi. Kìa. Ôi kìa, gì mà nó vẫn chạy được đó nha. Đúng trâu luôn á. Rồi, tôi thấy Amelie nữa nè. Amelie bọc sao không đấy? Một xịt vào. Đấy, chỉ một hồi lại liền là biết nó nằm trong đó rồi đó. Nó biết nó nằm trong đó mà Elsu vẫn trong đó. Ê ta, chạy. Thấy là phải chạy rồi đó. Ê, ôi kìa, tụi nó không dám gượt mình mọi người ơi. Tụi nó không dám gượt. Ôi là trời, hết Amelie đẩy lẻ. Bây giờ tới Omen nhìn kìa cây cuốn hết nhờ. Từ SB ơi, cái gì mà mày nhào vô giữa trung tâm đồng bảo địch nha SB. Tao chạy trước. Ta đi đây, thế nha con bớm. Ơi trời, tao tưởng nó ai gượt chứ con bớm gượt mình nghĩ có cửa không bớm. Bớm ơi, bạn phế lắm mày mấy bớm. Cái gì mà hai đứa này nó đẩy lẻ căng thế nhờ. Amelie với Omen kìa. Cậy thế. Pha này không bắt được Omen là tệ lắm nha. Biết hả, tính nói chị tóc biến luôn á. Tóc liền rồi đó. Rồi bye bye bạn. Một mạng. Cứ đẩy lẻ miết thôi. Top mình á thì là cứ đi theo đồng đội. Phải đẩy lẻ đi chứ. Đẩy lính cao lên.
là nó không có cơ hội để lẻ rồi mọi người. Mình đậu mình tới mình nó không chịu đi để lẻ. Một sệt, ở da chó ta. Hai sệt, ba sệt, sệt. Bye bye bạn luôn. Hai bạn. 9, 2, 12 rồi nghe mọi người. Hỗ trợ 12 mạng. Không biết XP hỗ trợ nhiêu nữa chứ ở đây đi mid mà hỗ trợ hơi bị nhiều luôn á. Hỗ trợ kiểu này là lỗ vốn lắm rồi đã. Ở nó đá không thấy đường về luôn á trời. XT không có giải hay sao ấy. Rồi thấy là quên rồi đó. Rồi ok. 9-3-13. Ok nha mọi người. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của chú Rum nha. Hẹn mọi người vào các video tiếp theo. Bye bye. Anh cho em những cho em ăn nái. Anh cho em ngỡ đẹp tự chiêm bài.